Thì nói tới đây các bạn thì chúng ta đã kết thúc tháng 9 rồi Chúng ta đã thấy được là tháng 9 này là một tháng mà cũng như là những cái uh, lịch sử cho thấy là một tháng mà không tốt đối với Bitcoin chúng ta vẫn còn vài ngày Nhưng mà nếu chúng ta chuyển qua thành biểu đồ của nến tháng đi xem coi này tháng 9 này tình hình như thế nào Thì để thường cho các bạn thấy được là tháng 9 này đó Đây là cái nến của tháng 9 Thì tuy là chúng ta thấy là trong tháng 9 này giá cả lên xuống rất là mạnh nhưng mà trên căn bản đó tháng 9 này Chúng ta thấy được là bắt đầu từ cái mức nào, bắt đầu từ cái mức là Bitcoin là 47.282 và cái mức hiện tại là Bitcoin là mức là 43.584 thì trên căn bản từ cái điểm mà bắt đầu của tháng 9 này cho đến bây giờ đó thì giá chỉ xuống có 7,52% mà thôi. Khi mà chúng ta nói tới giá của Bitcoin sau 2 tháng tăng trưởng tháng 9 chúng ta có một cái sự điều chỉnh 7,52 ở giá hiện tại. Nhưng mà Tại vì chúng ta theo dõi giá hàng ngày đây cho nên các bạn mới thấy được là cái sự dao động nó mạnh hơn. Tại vì các bạn thấy được là tháng 9 đúng là chỉ có xuống 7% từ lúc bắt đầu tới bây giờ. Nhưng mà cái đỉnh cao của tháng 9 là 52.912 và cái đỉnh thấp của tháng 9 là 39.547. Cho nên về cái phương diện này đó nhiều người đã chứng kiến tổng cộng là bịch không thể dao động trong tháng 9 này đó là lên tới con số là 25%. Nhưng mà tới thời điểm hiện giờ đó thì chỉ xuống có 7,7% à, 5% mà thôi Thì chúng ta thì trở lại với lại tình hình trước đây đó Thì 7,5% thì cũng tương tự như là năm ngoái Năm 2020 thì cũng xuống là 7,5% các bạn thấy được là bên tay trái đó là cây số 5 Còn bên trên này là cái tháng mấy Và năm mấy thì các bạn thấy được là tháng 9 của năm ngoái là xuống 7,5% Tháng 9 của năm 2019 là xuống 13,38% Tháng 9 của năm 2018 là xuống 5% và tháng 9 của năm 17 là xuống 7% thì cái phần trăm xuống tới thời điểm hiện tại của tháng 9 vẫn là một cái phần trăm tương đối là cũng giống như lịch sử của tháng 9 của những năm trước đó. Đương nhiên chúng ta vẫn còn vài ngày có thể là giá sau hồi phục lại và chúng ta có thể kết thúc tháng 9 là một cái tháng màu xanh nhưng mà bây giờ tình hình là như thế này là chúng ta thấy được là cũng giống như là những tháng 9 trước đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới tháng 10 đi. Tháng 9 thì các bạn thấy được là từ năm 13 tới bây giờ là phần lớn tháng 9 ngoại trừ là 15 và 16 ra thì những năm còn lại chúng ta thấy là một màu đỏ tháng 10 lại ngược lại thật ra tháng 10 Tháng 11, tháng 12 thì lịch sử cho thấy được là 3 tháng mà thường giá cả Bitcoin sẽ có những cái màu xanh rất là tốt đẹp. Ngoài trừ những năm như là mùa đông năm 18, 19 mà thôi. Còn những năm khác thì đều là những cái tháng mà có cái sự tăng trưởng mạnh của Bitcoin. Thì chúng ta đã bước vào tháng 10. Hy vọng lịch sử sẽ lặp lại cũng giống như lặp lại của tháng 9. Nếu như mà lặp lại thì tháng 10 tháng 11, tháng 12 sẽ là 3 tháng mà có cái sự bùng nổ. Và để các bạn hiểu rõ hơn, đó, chúng ta chỉ lấy cái ví dụ của năm ngoái thôi. Thì chúng ta lấy ví dụ của năm ngoái đi. Bây giờ giá Bitcoin là 43.649. Nếu như mà năm nay kết thúc tương tự như năm ngoái, năm 2020, thì tháng 10 có sự tăng trưởng là 27,7% thì thường sẽ nhân cho 1.277. Thì sẽ bắt đầu là chúng ta thấy được là hết tháng 10 là có thể chúng ta lên tới mức là 55.735.

tháng 11, tháng 12 lặp lại như là năm 2020. Đây là một cái chữ nếu rất là lớn, các bạn có để biết được không ai biết được tương lai. Nhưng mà thường chỉ muốn là một bài toán đơn giản để các bạn thấy được là nếu chúng ta lặp lại năm 2020 thì tới tháng 12 chúng ta có thể có cơ hội thấy Bitcoin ở mức là 117.057. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại quá khứ những tháng trước đây, đây thì không phải tháng nào cũng giống như là năm ngoái có rất nhiều tháng chúng ta có cái sự đó lập như là chúng ta thấy được là tháng 2, tháng 3 thì cái sự đó lập là chúng ta thấy sự tăng trưởng nhưng mà năm ngoái là cái sự đi xuống giá tháng 4, tháng 5 thì chúng ta thấy có sự đi xuống giá nhưng mà năm ngoái là tăng giá cho nên không phải lúc nào cũng giống nhau nhưng mà tháng 7, tháng 8 và bây giờ tháng 9 thì hầu như là giống như năm ngoái chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem coi là tiếp tục tháng 10 sẽ như thế nào và nói tới tháng 10 đó thì chúng ta có một cái tin đồn bây giờ chỉ là một tin đồn mà thôi đó chính là có tin đồn là sẽ có Bitcoin ETF tháng 10 này được thông qua và sẽ là một cái Bitcoin ETF sử dụng một hợp đồng tương lai có nghĩa là futures thì đương nhiên không thể biết được tin tức này đó là có thật hay không nhưng mà nhiều người nghĩ Bitcoin ETF thông qua đó là cái yếu tố quan trọng trong quý 4 này thuận đó thì nghĩ là cho dù Bitcoin ETF được thông qua hay là không thì cũng không quan trọng Cái điều quan trọng đó là mọi người nghĩ nó có thông qua hay là không Có nghĩa là cái sự tin tưởng nó còn mạnh hơn là sự thật nữa Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Bây giờ tôi muốn dành một ít thời gian à, Tại vì video này cũng khá dài rồi Tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về tình hình on-chain Để các bạn nắm được Thì tình hình on-chain bây giờ như thế nào Sau 2-3 ngày qua dao động đó Thì các bạn hiểu chúng ta đang nhìn vào tài liệu à, Cái số lượng Bitcoin nạp vào rút ra Và chúng ta được tài liệu này kết thúc là ngày 24 tây Thì 3 ngày liên tục là cái số lượng Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến giờ đi thì khi cần zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn là tình hình là trong vòng cuối tuần qua như thế nào chúng ta có thể nhìn tình hình tờ, từ ngày 24 tây đi cho đến bây giờ thì 24 giờ cho tới bây giờ thì các bạn được là mỗi một cái thanh này là một giờ thì các bạn thấy được là trên căn bản trong thời gian 24 giờ qua chúng ta vẫn thấy là có nhiều cái thanh cái xu hướng là chỉ xuống có nghĩa là cái số lượng bitcoin rời khỏi nhiều hơn nạp vào thì kết thúc ngày hôm nay tôi nghĩ là chúng ta vẫn thấy tiếp tục là cái số lượng bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào và điều này cũng có thể là thông qua cái số lượng bitcoin trên sàn các bạn thấy là tiếp tục là cái xu hướng là cái xu hướng đi xuống như là các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình và chúng ta không thấy cái hiện tượng tương tự xảy ra liên quan tới Ethereum chúng ta đang nhìn vào đây là cái biểu đồ của Ethereum chúng ta tính theo ngày đi thì chúng ta bây giờ zoom vào thì các bạn thấy được là một hai ba bốn ngày qua vẫn là câu nói đó cái số lượng ether rời khỏi nhiều hơn là nạp vào chúng ta tính theo cái số lượng ether rời khỏi nạp vào mà chúng ta tính theo thời gian là một giờ đi thì trong vòng 24 giờ qua các bạn thấy được chúng ta vẫn tiếp tục thấy như thế nào số lượng ether rời khỏi nhiều hơn là nạp vào thì tiếp tục cho chúng ta thấy được hiện tượng cũng giống như là những gì thường chia sẻ trước đây cái số lượng Ether trên sàn ngày càng mất đi, cái số lượng Bitcoin trên sàn ngày lại càng mất đi. Thì một câu hỏi mà thường cũng thường nhận được là thường hay chia sẻ thông tin này nhưng mà giá thì cứ dao động và nhiều khi đi xuống. Tại sao là như vậy? Tại sao chúng ta thấy được là cái số lượng Ether Bitcoin không còn trên sàn thì giảm đi cái nguồn cung thì tại sao lại không thấy giá tăng? Thật ra chúng ta cần phải nên hiểu là cái giá đó lên xuống trên những sàn giao dịch là dựa theo hai yếu tố nguồn cung và nguồn cầu, người mua và người bán. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hiện tượng là có ít Bitcoin, có ít Ether trên sàn hơn để mà được mua bán đó thì điều này giảm đi cái nguồn cung. Nhưng mà các bạn nên hiểu là nếu như mà chúng ta thấy là nguồn cung giảm đó chỉ là một phần của cái Cách tính mà thôi phần còn lại là nguồn cầu nguồn cầu có tăng hay là có giữ nguyên hay là không nếu như mà nguồn cung giảm mà nguồn cầu giảm mạnh hơn nữa thì đương nhiên cái tình hình là sẽ dẫn đến là giá cả đi xuống và cái mà các bạn có thể hiểu đơn giản đó nếu như mà chúng ta thấy có nhiều bitcoin và ether trên những sàn dịch đó, thì cái số phần trăm đi xuống có thể là còn nhiều hơn nữa lý do tại sao mà các bạn thấy được là cái phần trăm đi xuống nó tới cái mức đó tại vì cái số lượng ether và bitcoin trên sàn đã ít đi so với lại trước đây, cho nên cùng một cái số lượng nguồn cầu đó, tác động lên giá nó sẽ lớn hơn. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta không thấy tình hình là Bitcoin Ether rời khỏi sàn đó thì có thể là cái sự dao động xuống giá nó còn mạnh hơn nữa tại vì có quá nhiều Ether và bị Bitcoin trên sàn. Cái sự dao động các bạn đang chứng kiến trong thời điểm này đó là đã là tốt hơn so với khi chúng ta có nhiều Bitcoin Ether trên sàn hơn thì đây ít nhiều gì cũng là cách cách mà thường muốn các bạn suy nghĩ đến cũng như là các bạn thấy được là bất cứ cái gì cũng cần phải có thời gian để cho cái sự ảnh hưởng nó có giống như chúng ta hiểu đơn giản đi chúng ta hay thấy cái ví dụ là bitcoin hai bình đi thì bitcoin hai bình là cái hiện tượng mà khi mà cái số lượng bitcoin đào ra mỗi 4 năm giảm đi phân nửa thì chúng ta thấy được sự kiện đó đã diễn ra vào tháng 5 cuối năm 2020 nhưng mà mãi tới tháng 11 thì chúng ta mới thấy cái sự hiệu ứng đó là dẫn đến giá cả tăng trưởng lúc nào cũng có cái sự trì hoãn hết tình hình cái số lượng bitcoin từ rời khỏi sàn cũng là như vậy rời khỏi sàn cái đó là một cái bước giống như là một cái nền tảng để cho khi mà cái số nguồn cầu nó tăng lên đột ngột thì sẽ dẫn đến là giá cả tăng đột ngột tại vì trên căn bản không còn nhiều bitcoin bài từ trên sàn nữa cũng giống như các bạn nói tới là lạm phát đi thì ai cũng biết là chính phủ Hoa Kỳ đã in hàng ngàn tỷ đô la năm ngoái hơn một năm trước đây nhưng mà các bạn thấy là mãi tới bây giờ hơn một năm sau chúng ta mới thấy là những cái thông tin liên quan tới lạm phát xảy ra chúng ta mới thực sự thấy được là cái giá cả khi các bạn đi siêu thị ở hoa kỳ chúng tôi mới thấy là cái giá tăng không phải là tăng ngay lập tức mà hơn một năm sau tại vì cái bạn hiểu là khi mà chính phủ Ho hoa kỳ in tiền để mà bơm vào trong thị trường thì sẽ dẫn đến là cái nguồn cung đô la nó tăng lên nhưng mà không phải là cái điều đó sẽ dẫn đến là giá cả tăng ngay lập tức không phải là ngày mai khi mà nghe thông tin là chính phủ hoa kỳ thông qua gói hỗ trợ ba nghìn tỷ đô la thì không phải là ngày mai thức dị những cái chủ của những cái siêu thị họ bắt đầu tăng giá sản phẩm lên không phải cái giá sản phẩm tăng lên là do nhu cầu khi mà một thời gian trải qua thì nguồn nhu cầu nó sẽ thấm vào trong thị trường dẫn đến là phát xảy ra thì cũng tương tự như vậy một thời gian trải qua thì cái sự mất đi của ether và bitcoin nó sẽ thấm vào trong thị trường thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự phản ứng Không phải là bây giờ, đó là những cái mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về tình hình chung đi Thì chúng ta thấy được là Net Realized Profit Loss ở trên no là màu đỏ Thì uh, có nghĩa là chúng ta thấy có một số lượng người đó mặc dù là lỗ họ vẫn bán Ở trong cái thời điểm 24 giờ qua Chúng ta thấy là nhìn vào một cái tài liệu khác đi Đây là cái tài liệu liên quan tới có bao nhiêu Bitcoin đang có lời tính theo cái phần trăm nhân class note thì một chuyện điều các bạn thấy được là cái số lượng phần trăm này có lời để giảm xuống là 78%. Có nghĩa là đây là con số dưới 85%. Thường là chúng ta không muốn thấy cái phần trăm này hơn 85 tại vì càng nhiều người có lời thì nguy cơ chốt lời càng cao. Bây giờ là cái con số là dưới 85% là ở mức là 78,4% ở thời điểm hiện tại. Thì cái số lượng người mà bán mà cho dù lỗ họ cũng bán từ ngày hôm qua tới bây giờ đó có thể là liên quan tới sàn hóa bì cái sự kiện mình thường đã chia sẻ với các bạn trong cái video này chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác đi mà nổi bật mà được nhiều người chia sẻ đó chính là cái thông tin liên quan tới Deutsche Bank thì một trong những người phân tích ở uh, Deutsche Bank đó chính là một giáo sư mà trước đây là giáo sư của trường đại học Harvard dạy về kinh tế đó chính là Marion Labor thì Marion Labor đó bây giờ là một trong những người làm việc cho ngân hàng Deutsche Bank thì Deutsche Bank đó bây giờ đã đưa ra một cái uh, nhận định đó chính là Bitcoin đó đã đang trên con đường trở thành vàng của thế kỷ 21. Vàng đó thì đã là một trong những nơi mà lưu trữ giá trị trong vòng nhiều thế kỷ qua. Nhưng mà Bitcoin từ từ trở thành vàng của thế kỷ 21. Có khi là Deutsche Bank tin tưởng cái vai trò của Bitcoin trở thành một vàng điện tử. Nhưng mà Deutsche ban lại không có cái lòng tin là Bitcoin sẽ trở thành một cái công cụ thanh toán. Tại vì đó Deutsche ban nói là cái sự dao động của Bitcoin đó quá cao cho nên không phù hợp với một cái phương tiện thanh toán thì có ba lý do đôi chị bạn nói là Bitcoin có thể là một cái nơi lưu trữ giá trị rất tốt nhưng mà nếu như mà nói về à, dùng để mà thanh toán đó như là trong đời sống hàng ngày thì thứ nhất là Bitcoin đó nó quá dao động tại vì nhiều người vẫn tìm đến Bitcoin như là một công cụ đầu cơ, một công cụ đầu tư. Thứ nhì là cho dù là nhiều người chấp nhận Bitcoin hơn nhưng mà cái sự thanh toán của Bitcoin vẫn có hạn chế. Cho nên mỗi lần mà có ai đó mua hay bán số lượng lớn đều ảnh hưởng đến giá cả. Và thứ ba, Deutsche Bank nói là cái giá trị của Bitcoin đã vẫn tiếp tục dựa theo suy nghĩ của những người đầu tư như thế nào Nếu như mà nhiều người tin thì giá sẽ tăng Ít người tin hơn thì giá sẽ đi xuống cho nên vẫn tiếp tục dựa vào cái lòng tin của mọi người Khác với tiền pháp định Tiền pháp định là dựa vào lòng tin của các bạn đối với chính phủ mà thôi Cho nên cái giá đó nó sẽ ổn định hơn là cái giá mà dựa vào lòng tin của mọi người Đối với loại Bitcoin cho nên khi mà nói về Bitcoin đó thì đôi cho bạn nghĩ là Bitcoin sẽ trở thành một vàng điện tử và đặc biệt hơn đó là họ là Ether sẽ trở thành một bạc điện tử trước đây đó thì các bạn thì được là câu nói là Bitcoin là vàng điện tử thì Litecoin là bạc điện tử bây giờ đó thì đôi cho nói là Bitcoin trở thành vàng điện tử thì Ethereum mới là bạc điện tử đó là cái tài liệu liên quan tới đôi cho mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn thì tóm lại đôi cho cũng như là nhiều người hàng khác đã chuyển hướng của mình và bây giờ ủng hộ Bitcoin đã Bitcoin là vàng điện tử nhưng mà không ủng hộ Bitcoin được sử dụng như là một công cụ thanh toán. Điều này cũng dễ hiểu thôi, thường nghĩ là nhiều bạn vẫn tiếp tục nghĩ là Bitcoin tốt nhất là trở thành một tài sản lưu trữ giá trị hơn là muốn trở thành một phương tiện thanh toán. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin của El Salvador đi thì từ ngày 7 tháng 9 El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp thì tới bây giờ đó 2,1 triệu người El Salvador đang kích hoạt và sử dụng cái ví Shivel. Đây không phải là tải xuống mà là đang sử dụng thường xuyên. Đây là tài liệu được chia sẻ bởi uh, Tổng thống Nayib Bukele của nước El Salvador. Shivel đó là một cái ví của quốc gia của El Salvador sử dụng công nghệ Strike mà chúng ta nói tới công nghệ mà kết hợp với lại uh, Twitter để mà thanh toán thông qua mạng lưới Lightning Network. Thì Shivel uh, không phải là một ngân hàng. Nhưng mà trong vòng chưa đầy 3 tuần đó, nó hiện có nhiều người dùng hơn bất kỳ ngân hàng nào ở El Salvador Các bạn thấy được là cái sự thông dụng của crypto lan tỏa mạnh như thế nào Và Shivo đang tiến nhanh để có nhiều người dùng hơn tất cả ngân hàng trong El Salvador Công lại điều này không thể tin nổi Đây là tài liệu được chia sẻ bởi Tổng thống như Berkeley Có nghĩa là cái sự chấp nhận Bitcoin ở trên nước El Salvador đã càng ngày càng tăng nhanh Và cái ví Shivo càng ngày càng được sử dụng nhiều hơn Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin liên quan tới Cardano đi tại vì cái Summit đang diễn ra và diễn ra vào ngày 25 Tây và hôm nay ngày 26 Tây thì một số thông tin chúng ta nhận được đó là có những thông tin tốt như là thực ra là có bốn thông tin Thông tin đầu tiên đó đó chính là một cửa hàng ứng dụng phi tập trung cho các ứng dụng của Cardano sắp ra mắt không giống như là Apple Store của Apple các nhà phát triển không phải xin phép bất kỳ ai để tải ứng dụng của mình lên có nghĩa là đối với nữ Cardano nó họ sẽ có một cái nơi giống như là một cái chợ liên qua tới ứng dụng tập trung như như các bạn sử dụng Google Store để mà tải những ứng dụng hay là các bạn lên trên App Store thì sẽ có một cái cửa hàng ứng dụng cho mà nữ Cardano những người mà muốn cung cấp dịch vụ hoặc là tạo ứng dụng sau đó tải lên và mọi người có thể sử dụng thông qua cái cửa hàng ứng dụng này đây là cái điều đầu tiên Đương nhiên đây là một trong những cách mà thu hút thêm nhiều người để mà tạo những cái ứng dụng trên mạng lưới của Cardano. Thứ nhì, là Cardano nói là họ sẽ tích hợp với là Chainlink để lấy dữ liệu cho mạng lưới của Cardano. Như bạn cũng đã rất là thích Chainlink rồi. Chainlink là một trong những cách mà các bạn có thể lấy dữ liệu đời thật để mà kết hợp với lại dữ liệu trên mạng lưới của blockchain. Giống như là các bạn có một cái hợp đồng đi, hợp đồng thông minh các bạn là nếu như mà đá banh đi đội nào thắng thì người thắng sẽ nhận được tiền, người thua sẽ mất tiền. Thì sau đó khi mà có kết quả thì cái sự di chuyển tiền nó sẽ xảy ra trên mạng lưới của hợp đồng thông minh một cách tự động nhưng mà làm sao mà mạng lưới của hợp đồng thông minh biết được là ai thắng ai thua thì các bạn cần phải tài liệu đến từ đời thật đó chính là cách làm của Chainlink tích hợp những cái dữ liệu thật với lại mạng lưới blockchain để cho nó hoạt động được và Cardano à, nói đã có cái sự tích hợp với lại Chainlink và điều thứ ba được nói đến đó chính là cái sự hợp tác giữa IOSK có nghĩa là Input Output Hong Kong có nghĩa là cái công ty mà đứng sau lưng phát triển Cardano nào đó và công ty Dish Network thì Dish là một cái công ty mà cung cấp những cái chương hình vệ tinh mà những bài nào sống ở Hoa Kỳ cũng đã biết thì bây giờ không biết được là cái sự hợp tác này giữa IOSK và Dish như thế nào nhưng mà Dish là một công ty mà lớn đứng hạng thứ top 200 công ty ở Hoa Kỳ và hiện bây giờ không rõ chi tiết đối tác nhưng mà bằng chứng về bandwidth có nghĩa là bằng chứng về uh, cái sự hoạt động của mạng lưới này đó là có cái sự hoạt động mạnh như thế nào hay là các chương trình nhận dạng và tiếp cận khách hàng phi tập trung đã được nói đến và đương nhiên IOSK là công ty đứng sau lưng của Cardano và đây cũng là được nói đến bởi cái summit của Cardano cho nên nhiều người tin tưởng là đương nhiên IOSK sẽ làm những cái dịch vụ này nhưng mà cũng sẽ tích hợp sử dụng đồng Cardano theo một cách gì đó chúng ta vẫn chưa biết chi tiết mà thôi một cái điều thứ tư nữa được chia sẻ đó chính là công ty rượu Say Brands của úc đã lựa chọn xây dựng quy trình xác nhận sản phẩm của mình trên nền tảng của Cardano tóm lại có nhiều tin tức tốt được chia sẻ bởi mạng lưới của Cardano trong cái đợt cái hội nghị summit này nhưng mà nhìn lại đây thì chúng ta khi mà nhìn vào tình hình giá cả đó thì giá cả của Cardano À, thực sự mà nói là không có cái sự tăng trưởng mà còn xuống 3,5% trong vòng 24 giờ qua mặc dù là có một số những đồng khác đã có cái sự tăng trưởng trở lại nhưng mà Cardano vẫn xuống 3,5% không có xuống nhiều nhưng mà cá mà thường nói với các bạn là hầu như là không có cái sự phản ứng liên quan đến những cái tin tức tốt này đây là điều mà chúng ta đang thấy ở thời điểm hiện tại tuy nhiên vẫn là hơn 2 đô la 2 đồng 27 cent ở thời điểm hiện tại và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận Capital trên những mạng xã hội của Ninh thì các ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn cũng có thể tìm hiểu cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể uh, nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là các bạn có thể nhận được giảm 5% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là những bạn nào mà con thú muốn tìm hiểu những cái bonus thì có thể tìm hiểu những cái bonus đến từ sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể tìm thấy bonus đến từ sàn Bybit và hai cái sàn này các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu về group tín hiệu truyền miễn phí cũng như là những cái bonus tới những cái partner khác như là các bạn à, cũng biết đến sàn năm rồi và chúng ta cũng đã biết sàn Ascendex và sàn Fear Hub, những cái thông tin sẽ nằm ở trên màn hình các bạn bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những thông tin này cũng như là những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US để các bạn có thể tìm hiểu những cái altcoin nếu như các bạn thích giao dịch altcoin cũng như là chúng ta có thể tìm hiểu những cái dịch vụ như là BlockFi đây là cái ứng dụng landing có lại bonus vẫn là 250 đô mà thường cũng thường hay sử dụng cũng như là crypto hoàn mà nghĩ là nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.